mất tới 2 tháng mới được dặm môi. Rồi chị phun xong cho em rồi nha, 2 tháng sau mình quay lại dặm môi nha em. Ủa phải 2 tháng lận hả chị? Giờ bong ra mà không có màu em đi dặm lại luôn được không? 2 tháng lâu lắm. Ừ, muốn đẹp phải từ từ chứ, vì môi của mình cần thời gian sau bong nữa và cần thời gian phục hồi nữa nè. Nhưng mà em thấy bạn em á đi phun môi về là tầm 2-3 tuần là nó hồi phục rồi, chứ đâu mất tận 2 tháng như chị nói đâu. Coi chừng em thấy thời gian vậy chứ, mà người ta cũng phải 2 tháng hoặc ít nhất là 1 tháng rưỡi em, chứ 2-3 tuần môi của mình chưa có lên màu, thợ nào mà phun như vậy là hơi ẩu đó. Với lại là môi của mình phải có thời gian thích nghi với mực nè, lên mực nè, rồi là phải có cái cơ chế đào thải mực tùm lum hết. Nói chung là nó là một quá trình á. Vậy phải mất 2 tháng nó mới lên màu chuẩn hả chị? Đúng rồi, sau khi môi 2 tháng thì mình mới thấy cái màu nó làm sao, rồi mình mới dặm thêm hay là mình không dặm. Chứ lỡ như mà em dặm 2-3 tuần rồi, lỡ như 2-3 tháng sau nó lên cái màu rồi lúc này nó đậm quá rồi nó bị loang lỗ thì sao? Nên là em cứ yên tâm chăm sóc theo cái cách của chị, rồi chị sẽ đảm bảo cho em có cái môi đẹp nha. Dạ, vậy 2 tháng sau em quay lại nha. Honey Beauty, trọn sắc đẹp, vẹn niềm tin.